Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào lúc 21 giờ 19 phút ngày hôm qua, một trận động đất 7,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Cửu Trại Câu, tỉnh A Ba Tứ Xuyên ở khoảng 33,2 độ vĩ Bắc, 103,82 độ kinh Đông với tâm chấn ở độ sâu 20 km. Tính đến 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter ở Cửu Trại Câu đã khiến 13 người chết và 175 người bị thương. Sau trận động đất, ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương CPC, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã hết sức coi trọng và ngay lập tức ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu nhanh chóng tìm hiểu và xác minh tình hình thảm họa của trận động đất 7,0 độ Richter. Nhanh chóng tổ chức các nỗ lực cứu trợ thiên tai để giải cứu những người bị thương, sơ tán và di rời khách du lịch và những người bị ảnh hưởng đến nơi an toàn để giảm thiểu thương vong. Hiện đang là mùa lũ chính vụ và cao điểm của mùa du lịch, cần tăng cường hơn nữa công tác cảnh báo khí tượng, quan trắc địa chất để đề phòng các loại thiên tai, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai, hết sức bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của mọi người. Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Cục Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ Viện đã ra chỉ thị kêu gọi xác minh khẩn cấp tình hình thiên tai, dốc toàn lực tổ chức cứu hộ khẩn cấp, giảm thiểu thương vong, di chuyển và tổ chức tái định cư cho những người bị ảnh hưởng, tăng cường giám sát động đất và ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp. Ủy ban giám sát quản lý tài sản của Quốc vụ Viện hết sức coi trọng các xí nghiệp trung ương lập tức đưa ra các phương án khẩn cấp sau động đất. Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, tức 12 giờ sau trận động đất, tổng cộng 30 doanh nghiệp tận dụng lợi thế của mình để tham gia ứng cứu khẩn cấp, cứu trợ thiên tai, điều động lực lượng cứu nạn ra tuyến đầu để ứng cứu, cứu hộ động đất. Các công ty điện lực khôi phục cung cấp điện Di Hoai, Hoàng Long trong vòng 2 giờ. Các công ty viễn thông mở đường dây nóng tìm kiếm các gia đình bị nạn kịp thời để thực hiện cứu hộ khẩn cấp. Các công ty hàng không điều hành hoạt động bay an toàn. Các công ty du lịch ngay lập tức kích hoạt các cơ chế ứng phó khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho hơn 1.750 du khách Trung Quốc và nước ngoài. Xăng dầu và nhiên liệu hàng không hóa dầu. Kênh tiếp nhiên liệu xanh đã được mở để chuẩn bị đủ hàng trong kho. Các công ty xây dựng khẩn trương kiểm tra đường và hầm để đảm bảo giao thông thông suốt. Một số doanh nghiệp miền Trung đã nhanh chóng huy động nhân lực và vật tư phục vụ công tác cứu hộ tại chỗ. Trong số đó, công ty xây dựng nhà nước Trung Quốc đã kịp thời giải cứu hơn 60 du khách bị mắc kẹt và cứu trợ khẩn cấp về lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết cho hơn 260 du khách đang bị mắc kẹt. Đội cứu hộ thuộc dự án Cheng La thuộc Cục 2 Đường sắt Trung Quốc cũng đã tìm thấy một nạn nhân lúc 3 giờ 10 phút sáng ngày hôm nay. Các công ty điện lực khôi phục cung cấp điện Di Hoai, Hoàng Long trong vòng 2 giờ sau trận động đất. Theo State Grid, sau trận động đất, lưới điện ở quận Gurai, quận Songphan và quận Hongyan đã hoạt động trở lại bình thường. Đội cấp cứu của công ty State Grid A Ba Gurai đã khẩn trương đến khu vực thiên tai. Đội cứu hộ điện đầu tiên đã vào Ganjaji và kiểm tra tình trạng hư hỏng của trạm biến áp Ganjaji. Đến khoảng 23 giờ 10 phút ngày hôm qua, huyện Cửu Trại và khu thắng cảnh Hoàng Long đã được cấp điện trở lại. Tính đến 7 giờ ngày hôm nay, State Grid Central Electric Power đã đưa tổng cộng 181 nhân viên cứu hộ khẩn cấp, 50 xe cấp cứu, 3 xe chở máy phát điện khẩn cấp, 4 máy phát điện, 10 thiết bị chiếu sáng, 4 máy bay không người lái, 2 thiết bị liên lạc vệ tinh và các phương tiện hỗ trợ khẩn cấp khác. Tổ chức các đội sửa chữa khắc phục lưới điện đặt tại A Ba, Thành Đô, Mi Giang, Quảng Nguyên và những nơi khác để gấp rút đến khu vực thảm họa Cửu Trại Châu. Hiện lực lượng cứu hộ của công ty A Ba đang khẩn trương đến vùng lõi thiên tai để triển khai công tác đảm bảo an ninh điện cứu nạn. Cơ sở vật chất và thiết bị của nhà máy điện Lixian, nhà máy điện Ganbao và trạm biến áp Taowan của công ty Liansan Hudian, Tứ Xuyên của Trung Quốc đều hoạt động bình thường, không có thương vong và không có thay đổi về phương thức vận hành của các tổ máy. Công ty Hudian Sichuan đã sẵn sàng ra tiền tuyến để đảm bảo việc phát điện. Tập đoàn Gudian đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp ngay lập tức, coi trọng việc phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro an toàn sau trận động đất. Trạm điện vẫn hoạt động ổn định, các thanh niên xung phong được tổ chức ra tuyến đầu tham gia ứng cứu khẩn cấp vùng động đất theo yêu cầu. Hiện tại, các nhà máy thủy điện Suyangku và Jichuan ở thượng nguồn sông Dadu gần tâm chấn của trận động đất Jigaigu đã đình chỉ hoàn toàn mọi công việc xây dựng.
sau trận động đất dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp, các công ty, dự án của CSCEC trong vùng bị động đất đã làm việc xuyên đêm, một mặt kiểm tra an toàn của người lao động và công trình, đưa ra các phương án khẩn cấp, làm tốt công tác khắc phục thảm họa sau động đất. Mặt khác, tổ chức lực lượng trang thiết bị ứng cứu theo yêu cầu bất cứ lúc nào và ra tuyến đầu ứng cứu động đất để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng. Trận động đất đã gây ra sự cố sập đoạn đường dài 1 km xuống Jidoku của tuyến 9 vành đai Tây gần dự án Songchagu và một số hành khách đã bị mắc kẹt lại trong đoạn bị sập. Sau khi biết tin, Han Yujun và Hang Changseng, những người điều khiển xe nâng của công ty China Construction Western, Construction Southwest đã khởi động phương tiện ngay lập tức lên tuyến đầu cứu hộ cứu trợ thảm họa. Sau một đêm vất vả, đến khoảng 8 giờ ngày hôm nay, đoạn đường bị sập đã được thông xe thành công và hơn 60 du khách bị mắc kẹt đã được giải cứu. Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, bộ phận dự án đã giải quyết hơn 260 du khách bị mắc kẹt và bố trí nhân viên hậu cần để nấu cháo nóng cho các du khách hâm nóng. Theo tin tức mới nhất từ China Railway Construction, vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, đội cứu hộ của Cục 25 Cục Đường sắt Trung Quốc đã đến điểm sạt lở lớn đầu tiên trong khu vực bị động đất và tham gia cùng đội cứu hộ huyện Songpan trở thành lối mở khơi thông kênh giải cứu đầu tiên. Do lượng đất sạt lở quá lớn nên các đội cứu hộ, xe cứu thương không thể tiếp tục di chuyển về phía trước. Theo phương án nổ mìn do đội cứu hộ huyện Songpan đưa ra, đội cứu hộ Cục 25 Đường sắt Trung Quốc đã ngay lập tức chuẩn bị thuốc nổ và các vật liệu khác để tiến hành nổ mìn, giải cứu chiếc xe bị chặn đầu tiên với sự hợp tác của máy xúc và máy ủi. Lúc 9 giờ ngày hôm nay, các nhân viên thi công thuộc bộ phận dự án của công ty xây dựng đường sắt Trung Quốc gần tâm chấn đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Đội cứu hộ công trình đường sắt Trung Quốc đã mở những lối đi chính vào vùng lõi của trận động đất, đồng thời phối hợp với lực lượng công an và cảnh sát vũ trang để chỉ đạo giao thông. Cục 16 đường sắt Trung Quốc và các đơn vị khác đã tiến hành vào cử chạy câu theo từng đợt để tiến hành cứu hộ. Dự án đường sắt Chen Lan của Cục 2 Đường sắt Trung Quốc nằm ở huyện Songpan, tỉnh A3, cách tâm chấn 66 km. Nhóm cứu hộ đầu tiên của ban dự án khẩn trương lên tâm chấn lúc 22 giờ 40 phút, thành lập nhóm chỉ huy cứu nạn khẩn cấp gồm 10 người, tổ chức 2 xe chỉ huy, 1 máy xúc, xẻng, nước khoáng, bánh mì và các vật tư thiết bị cứu hộ khác đã và đang hoạt động tích cực. Để đảm bảo sự sống thông suốt từ thành đô đến khu vực thảm họa, Tập đoàn Đường hầm Đường sắt Trung Quốc theo sự sắp xếp thống nhất của Cục Đường sắt Thành Đô đã sử dụng đường hầm an toàn đường sắt Thành Đô - Lan Châu làm kênh cứu hộ khẩn cấp và các lực lượng nhanh chóng tiến đến tâm chấn cửu chạy câu thông qua đường hầm. Những người xây dựng tuyến đường sắt Chen Lan thuộc Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc đã nỗ lực làm tốt mọi mặt của đường hầm để đảm bảo các phương tiện cứu hộ qua lại an toàn, trật tự và nhanh chóng. Sau khi kích hoạt kế hoạch khẩn cấp, Power China đã hợp tác với nhiều phòng ban của Viện Thành Đô để thực hiện các công việc liên quan một cách có trật tự và cống hiến hết mình cho công việc điều tra thảm họa càng sớm càng tốt. Sân bay Zhuhai với mặt đường còn nguyên vẹn, các công ty hàng không đã sơ tán hành khách an toàn, chuẩn bị cho chuyến bay cứu hộ. Khi trận động đất xảy ra, China Eastern Airlines không có chuyến bay nào bị mắc kẹt tại sân bay Hoàng Long, Cửu Trại. China Eastern đã kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp, chuẩn bị với năng lực và nhân sự, sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp bất cứ lúc nào. Đối với tất cả các chuyến bay đến và đi tại cửu chạy câu, bao gồm cả các chuyến bay nối chuyến và vé miễn phí đổi vé do China Eastern Airlines và China United Airlines khai thác với các ngày bay từ ngày hôm nay đến cuối tháng mua trước ngày hôm qua, bạn có thể thanh toán toàn bộ số tiền hoàn tiền hoặc đổi một vé miễn phí. Và lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, chi nhánh Tứ Xuyên của hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp giao ban hoạt động bay và cuộc họp sẵn sàng khẩn cấp cho động đất và cứu trợ thảm họa. Hiện các chuyến bay của hãng đến các sân bay lân cận như Kangding, Yushu và Tây Ninh đang hoạt động bình thường. Được biết, vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, chuyến bay ngoài giờ đầu tiên 3U8111 sau trận động đất để vận chuyển nhân viên cứu trợ thảm họa, vật tư và các nhóm đánh giá thảm họa đã đến cửu chạy câu. Có 149 hành khách ở cửu chạy câu trong kỳ nghỉ của Sichuan Airlines. Tất cả họ đã được liên lạc và chưa có thông báo thương vong. Họ đã được sơ tán lần lượt khỏi cửu chạy câu từ đêm qua. China Eastern Airlines sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo việc sơ tán an toàn của những hành khách còn lại.
Sau một cuộc điều tra qua đêm, CITS và CTS có tổng cộng khoảng 1.750 du khách Trung Quốc và nước ngoài gần danh thắng cử chạy câu. Tất cả các du khách đều được xác nhận là an toàn, ngoại trừ một du khách đến từ CTS Jiangsu bị thương nhẹ. CITS và CTS duy trì liên lạc và liên lạc chặt chẽ với các đội du lịch và khách du lịch ở Tứ Xuyên, đồng thời yêu cầu nhân viên lễ tân và hướng dẫn viên du lịch sắp xếp khách du lịch hợp lý và làm tốt công việc an ủi khách du lịch. Xinxin Jihua đã tổ chức hội nghị cứu hộ khẩn cấp qua đêm, huy động lều, xe cứu hộ và cứu nạn khẩn cấp, xe nấu ăn, xe y tế và sức khỏe, xe lọc nước và các thiết bị hỗ trợ hậu cần khác, đồng thời triệu tập các đội cứu hộ khẩn cấp để tiến đến tâm trấn. Đồng thời, lợi thế tổng hợp của ngành khẩn cấp được tận dụng và các công ty con phối hợp thực hiện cứu trợ động đất một cách ổn định và trật tự. Công ty công nghệ và thiết bị công nghiệp nặng Xinxin ở Thành Đô đã nhanh chóng kết nối với cục động đất địa phương và văn phòng ứng phó khẩn cấp, đồng thời liên tiếp tổ chức và huy động hơn 10 đội cứu hộ khẩn cấp chuyên nghiệp, chia thành 2 đội vội vã đến khu vực thiên tai để tham gia cứu hộ. Tích cực chuẩn bị hơn 10 loại vật phẩm cứu trợ khẩn cấp như lều cứu trợ thảm họa, mền cứu trợ thảm họa, quần áo chống lạnh. Và sắp xếp triển khai các công ty con và các doanh nghiệp khác đã tập hợp 25.000 mền, hơn 3.000 áo khoác bông cứu trợ, hơn 1.000 lều cứu trợ thiên tai, đồng thời đã chuẩn bị một số lượng lớn thuốc cần thiết khẩn cấp cho các vùng thiên tai và các vật liệu khác gửi đến vùng thiên tai ngay khi có yêu cầu để giải quyết tình trạng thiếu vật tư và thuốc men trong vùng thiên tai. Thương nhân Trung Quốc đã cứu trợ khẩn cấp bao gồm 250 giường gấp, 350 lều cứu trợ, 160 túi ngủ và 455 bộ túi ấm trong nhà kho Thành Đô, 200 giường, 112 lều, 800 giường gấp, 200 lều cứu trợ và 800 túi ngủ trong nhà kho Tây An. Tập đoàn Sinopharm đã nỗ lực hết sức để đảm bảo cung cấp thuốc cho các vùng bị thiên tai. Hiện tại, 900 hộp thuốc cấp cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân huyện Cửu Trại Câu trị giá 25.479 nhân dân tệ. Bệnh viện Changfai của ngành công nghiệp hàng không đã đưa đội ngũ y tế đóng tại Bệnh viện Nhân dân huyện Sông Phan đã tức tốc đến Cửu Trại Câu để cứu trợ trận động đất. Đợt thứ hai gồm Li Qian và các bác sĩ khác đã rời đi sáng nay sau khi chuẩn bị các vật liệu liên quan. Cho đến nay, 3 bác sĩ từ bệnh viện AVIC Changfai đã hỗ trợ đối tác tại Bệnh viện Nhân dân quận Songpan. Sinopec đã khẩn cấp phân bổ 552.000 chai Somaquan cho các khu vực bị thiên tai và phân phát miễn phí cho các nhân viên cứu trợ. Lô hàng đầu tiên gồm 1.000 phần nước cứu trợ thiên tai từ China Resources Sebron, 500 phần đã đến trung tâm triển khai của chính phủ trong thời gian sớm nhất. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.